Xin chào tất cả mọi người. Ở video trước em đã làm để mọi người có thể chọn được một cây đàn tính đẹp, chuẩn và bền. Thì trong video này em sẽ bắt đầu dạy mọi người về những bài học đầu tiên để học đàn tính. Và đây sẽ là bài 1. Bài 1 phần 1 là xác định các nốt ở trên dây đàn. Xác định các nốt ở trên dây đàn và cách lên dây. Có rất là nhiều người hỏi em là làm thế nào để lên dây đàn tính. Và em cũng xin chia sẻ với mọi người luôn là học đàn tính thì không phải là quá khó. Tuy nhiên thì lên được dây đàn là một cái việc mà mình, một cái công đoạn mà mình phải thật sự tập trung và thật sự có một cái tai nghe tốt. Tuy nhiên thì mình cũng có thể lên theo mẹo mà. Và trong video này em sẽ chia sẻ với mọi người. Trong phần 1 này mình sẽ có chia ra làm hai cái mục nhỏ này. Một là xác định các nốt ở trên dây đàn này. Và cái phần thứ hai là cách lên dây đàn. Đầu tiên là về xác định các nốt nhạc ở trên dây đàn này. Các nốt này thì nó không đọc là do re mi fa son, nhưng mà nó lại không giống với các nốt nhạc ở trên như học organ hay piano đấy. Cụ thể nó sẽ như sau này. Đây là hình vẽ của một cây đàn tính. Đây là một cây đàn tính, em sẽ đặt dọc đúng theo, em sẽ đặt cây đàn tính của em dọc đúng theo cái chiều của hình vẽ luôn. Tuy nhiên thì cái cam này nó hơi, cái màn hình nó hơi nhỏ, thế nên em sẽ chỉ đặt đúng cái đoạn có vạch nốt thôi nhá. Đây, có vạch nốt đây. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 và 4. Nhìn như này thì có lẽ là mọi người cũng đã hiểu được là nó sẽ như thế nào rồi đúng không ạ? Đầu tiên là xác định các nốt nhạc ở trên dây đàn này. Dây ngoài cùng buông không bấm. Dây này. Dây ngoài cùng này. Đây là dây son. Đây là dây son. Dây giữa là dây sòn. Dây sòn đấy. Dây son và dây sòn này cách nhau một quãng 8 này. Và dây trong cùng và gần mình nhất, đây, dây này là dây rề. Son sòn rề đấy. Đây, dây son đây. Dây sòn đây. Dây rề đây. Sòn. Rề. Bấm cái dây sòn thì nó sẽ hay bị mắc vào cái dây rề. Thường thì mình sẽ dùng nhiều dây ngoài cùng này. Mình sẽ dùng nhiều dây ngoài cùng. Đây, dây ngoài cùng này và dây trong này thôi. Còn dây giữa này ít dùng lắm, ít thì dùng. Tuy nhiên thì vẫn phải đệm, nghe nó sẽ, âm thanh nó sẽ hòa hơn. Đây là một cây đàn tính này. Có 3 dây này. Dây son, sòn, rê. Các nốt nhạc này nó sẽ tương ứng với các dấu đây này. Dây ngoài cùng dây son sẽ gồm có các nốt la, si, do, rê. Được chưa? La, si, do, rê. Đấy, nó sẽ tương ứng với các dây son, trên dây son này. Em sẽ đánh cho mọi người xem này. La, si, do, rê. Đấy, la, si, do, rê. Tiếp, dây trong cùng dây rề sẽ là nốt mì, fa, son và lá. Mi, fa, son, la này. Mi này. Mi, fa, son và nốt lá. Đấy chả? Thường thì cái dây đàn mình nó sẽ chia làm hai cái phần như thế này này. Phần trên này và phần dưới này. Một khi mà mình đã đánh xuống đến cái đoạn dưới này này thì mình sẽ sử dụng nốt la này. Đây là cái bài cơ bản mà mình sẽ học này. Nếu như mà bạn nào muốn học theo cái này thì mình phải chụp ảnh lại màn hình cái bài cơ bản này này. Bài cơ bản này là bài cơ bản soạn của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thị Quỳnh Nha. Đấy là thầy dạy của mình. Nói chung là mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người để có thật là nhiều người biết đến hát then đàn tính thôi.
Đấy, đây là xác định các nốt ở trên dây đàn này. Tiếp theo, thế là xong nhá. Phần mục thứ hai sẽ là phần cách lên dây. Cách lên dây đàn á, cách lên dây làm sao mà để cho nó thật chuẩn là khi mà đánh thế nào là so 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 fa mi re 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 do si la so. Đấy. Đấy, mình vừa mới chỉ cho các bạn cách lên dây rồi. Cách thứ nhất, mình có hai cách lên dây thường dùng này. Còn người khác lên thế nào thì mình cũng không rõ đâu. Mình cũng lười sưu tầm nữa cơ. Các bạn nhìn thấy ở đây không? Đây là cách lên dây này. Nốt rề, nốt son cách nhau một quãng 4 này. Nốt son với nốt sòn cách nhau một quãng 8 này. Tức là đây, mình sẽ lấy bắt đầu từ nốt son này. Son, 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 son. Nó đang ở độ cao này đúng không ạ? Son, đếm xuống một quãng 4 sẽ được nốt rề. Son, fa, mi, rê, 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 rê. Đấy. Mọi người có hiểu ý của mình không nhở? Đó. Tức là đếm từ nốt son xuống. Son, son, son. Lấy cao độ của nốt son. Son, fa, mi, rê, rê, rê. Là được nốt rê. Tiếp đếm xuống một quãng 4 nữa. Son, fa, mi, rê, đô, si, la, son, 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 son. Đấy, thế là được nốt thế là được nốt giữa, thế là được dây giữa. Thế thôi, rất là đơn giản. Có một cách nữa, đó là lên theo mẹo. Cách lúc nãy là chuẩn này, khi mà ai biết nghe. Đây là các nốt ở trên cần đàn này. Tiếp là bây giờ mình dây ngoài cùng là dây son phải không ạ? Son. Đây dây ngoài cùng là dây son đây. Dây ngoài cùng nhất là dây son. Tuy nhiên các bạn để ý này, ở cái nốt cái vạch thứ ba này này, ở cái vạch thứ ba này trong dây rề này này. Trong dây rề này nó cũng có nốt son này này thì mình sẽ bấm vào ngay thôi. Khi mà mình bấm nốt son son son, mình sẽ bấm vào cái nốt son này. Đây này. Mình sẽ bấm ngay luôn vào cái nốt son ở trên dây rề ấy. Bấm luôn vào đấy nó sẽ là son 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 son. Đấy, hai cái này nó bằng nhau là được. Rất là đơn giản thôi. Cái cách này là lên theo mẹo thôi. Cái này là mình tự nghĩ ra. Đấy, lên thế thôi. Bắt dây son này son son son. Lấy vào cái vạch thứ ba này. Son son son. Bạn nghe thế nó sẽ thấy dây rề hơi chậm một tí, tại vì cái dây đàn của dây rề ấy nó mảnh hơn dây son mà. À, dây rề nó to hơn dây son một tí mà, thế nên nghe nó sẽ lúc nào cũng sẽ chậm hơn nhá. Tiếp theo nào. Cách xác định dây giữa nè. Dây rề này. Mình sẽ bắt luôn vào cái nốt dây giữa của nốt rế này này. Dây giữa của nốt rế đây này. Dây giữa ở nốt rế đây này. Ở giữa này này. Đây, rề rề rề, dây rề buông này, rề rề rề. Và đây. Rề 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 rề. Nó bằng nhau mà. Đây. Rề rề rề. Rề rề rề. Đi, đi, đi. Đấy, đây là cách lên theo mẹo, rất là đơn giản thôi. Mình có hai cách lên dây đàn như thế. Nó không có một tí nào cả. Cái cách lên mẹo này thì ai cũng lên được. Tai nghe của mình tốt một tí là được. Chúc mọi người lên dây thành công nhá. Ở phần bài 1, phần 2 thì mình sẽ dạy các bạn đọc bài cơ bản và cách đánh các nốt cơ bản. Một khi bạn đã xem, bạn đã nhớ được cái này thì bạn sẽ đánh được cái này. Và đây sẽ là bài tập mà mình muốn mọi người tập khi mà sau khi xem xong cái video này. Đầu tiên mọi người sẽ gảy nhá. Gảy hộ mình. Son, rê, son. 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 Ok không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ cái bài tập sau khi mà mình học xong cái phần 1 này này, chính là như thế. Chúc các bạn thành công với cái đàn tính nha.
Và mình sẽ dạy luôn các bạn cách cách cầm đàn này. Đây là hai ngón tay này, ngón giữa và ngón đeo nhẫn đây sẽ đặt ở trên cần đàn này, đặt nhẹ nhàng ở trên cần đàn, ngón cái cũng sẽ đặt ở đây và ngón này thì để gầy. Các bạn gầy thì các bạn nhớ đè dây đàn xuống nhá, đè nó xuống chứ đừng móc ngược nó lên, móc ngược lên chối lắm và mình cũng không đánh nhanh được. Đè dây đàn xuống, ok. Và tay này thì mình ngón cái lúc nào cũng đặt ở nốt si và các ngón này mình sẽ bấm, ok không ạ? Thế là xong rồi. Thế là xong. Xong phần 1 của bài đầu tiên. Chúc các bạn thành công với cái đàn tính đặc biệt. Các bạn có thể chụp ảnh lại cái bài này, bài cơ bản này. Đấy. Đây, các bạn có thể chụp ảnh lại. Đặc biệt.